Ok, 200 người nha. Đây tiếp thêm con máy nữa, DC70. Con này em giao về Quế nha. Con này đời 2015 nha anh em, đời 2015 Thái gặt luôn nha, 1707. Đời H nha. Con này em giao về Quế nha anh em, Phong Điền Quế. DC70 đời 2015 máy Thái nha, Thái 1707 luôn nha anh em. Nay giao hai con nha, nãy con 3608 máy cài, giờ thêm con máy gặt nữa. Con này 2215 bảo dưỡng, động cơ bơm zin nha. Rồi anh em nào quan tâm máy cài, máy gặt, máy cuốn gom liên hệ em nha. Liên hệ về cái gì alo cửa hàng em nha. Số điện thoại là 0563 1689 nha anh em. Rồi chào mọi người nha.